Dạ, tiếp theo em xin giao lưu một cây sam núi lùn lực đá ấm tàn ha. Cây này có số đo hoành chỗ này là khoảng tầm 16 17 nè. Gốc nở rất là to ha. Dáng trực lắc bóp ngọn. Được nuôi theo phong cách tàn tự nhiên và đá ấm tàn. Thành phẩm rồi. Cây này về mình có thể vô một cái chậu gốm cạn ha. Mình để bàn chơi. Nó ra thêm mấy chùm trái nữa thì nhìn sẽ rất là đẹp. Cây này có gốc nọ xòe rất là to ha. Cao chỉ khoảng tầm 15 17 cm thôi. Bộ tàn của cây đó rất là dày rồi nè. Gốc nọ to bự ha. Dạ rồi, em xin báo giá giao lưu cây sam núi trái gốc nọ bự và đá ấm tàn này với giá là 780 ngàn em bao ship ha. Mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo để phần mô tả. Cây đã ấm tàn thành phẩm rồi, về mình có thể vô chậu mình để bàn chơi được liền ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em.